Thưa quý vị, hiện nay tại trung tâm thị xã Kiến Tường, tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra tại nhiều điểm và mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Dọc theo sông Dàm Cỏ Tây, đoạn qua khu phố 2, phường 2 thị xã Kiến Tường, sạt lở nuốt chửng lối đi chung, làm mất đất ở, khiến nhiều căn nhà kiên cố trên nền đất trở thành những căn nhà sàn tạm bợ trên mặt sông như thế này. Trước đây là cái đoạn này là nó có một cái đường đi công cộng, nhưng mà bây giờ nó đã sạt lở hết rồi. Nhà thì cũng có cắt mấy đây, thì sau đó là bắt đầu là sạt lở quá thì người ta mới cắt tục vô. Rồi bà con người ta cũng là gia cố để lại là cho nó bớt sạt lở mà sống, chứ giờ cũng không có đất mà để mà di dời thành thứ ra, giờ phải bám trụ đây thôi. Theo người dân, sạt lở ăn sâu vào đất liền từ 15 đến 20 mét. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mưa lũ kết hợp với lưu lượng phương tiện thủy lưu thông nhiều khiến tốc độ sạt lở diễn ra rất nhanh, đe dọa đến sự an toàn của người dân. Nhưng vì cuộc sống khó khăn nên người dân đành phải bám trụ tại những ngôi nhà bị sạt lở đến tận chân tường. Nhà hồi đó là ngoài đó cái sạt lở cái giờ vô trong đây là 20 mét, mưa lũ là lớn lên là nó đập vô nhà luôn, sóng nó nhổ vô, sợ nhà kiểu sập á. Ở đây nó lở dữ lắm, bởi vì cầu mong giờ nước làm bờ kè cho dân đỡ lo, nó lũ về cái hả nó sạt dữ lắm, thì sợ nó sạt vô nhà luôn á. Hiện khu vực trung tâm thị xã Kiến Tường đã có 3 khu sạt lở, khu vực 1 cặp sông Dàm Cỏ Tây, khu vực 2 cặp rạch Cửa Đông, đoạn từ sông Dàm Cỏ Tây đến cầu Cửa Đông, và khu vực sạt lở thứ 3 là cặp rạch Cá Rô, đoạn từ đường Quỳnh Việt Thanh đến cầu Hùng Dương với tổng chiều dài hơn 1,3 km, ảnh hưởng đến hơn 170 hộ dân. Để đảm bảo tính mạng và tài sản, các hộ dân đã tự gia cố bằng cừ tràm, nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tình thế và về lâu dài rất cần những giải pháp hữu hiệu từ các ngành chức năng. Thị xã Kiến Tường thì đã được đầu tư xây dựng kè chống sạt lở. Đến nay đó thì kè đã được là thực hiện qua 3 giai đoạn. Hiện nay giai đoạn 4 còn lại thì do hạn chế nguồn vốn thì trung ương là cắt, nhưng mà do biến đổi khí hậu và nó nằm tiếp giáp với sông Dàm Cỏ Tây, vì vậy là nó sạt lở rất nghiêm trọng. Do đó thì Kiến Tường kiến nghị với trung ương, với tỉnh tiếp tục quan tâm để hỗ trợ cái nguồn vốn kè chống sạt lở để bảo vệ cho tài sản và tính mạng của người dân. Một công trình kè kiên cố, giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, hy vọng sẽ sớm được trung ương quan tâm đầu tư để người dân không còn sống trong cảnh nơm nớp nỗi lo sạt lở.